Xin mến chào tất cả quý vị các bạn. Như tiêu đề, nhà em có làm video để giới thiệu combo của con 2000C, bao gồm có một đôi bát 30 từ chồng, nằm công suất 500W. Đây em về trước đây em nói cho nó chi tiết là như này đấy ạ, của BMB 500W China 8 ohm. Và em cũng tiện thể em chuyển đi cho khách thì em làm video thì em test cho đâm lại luôn cho mọi người cùng nghe. Và combo này gồm có 2 chiếc bát, 2 chiếc phân tần như này đấy. Đây một chiếc, còn đây chiếc này em lắp vào đây rồi, không cầm lên được. Và đây và 8 chiếc tép như mọi người đang xem đây, và 2 chiếc hậu. Toàn bộ combo này 3,6 triệu phi ship toàn quốc cho anh em. Anh em bà con cô bác mua combo này em sẽ phi ship toàn quốc cho mọi người, được tặng 2 chiếc hậu luôn mọi người nhé. Và em sẽ test combo này với em, test 4 chiếc tép này và 1 chiếc bát này thôi. Dòng này ghép vào thùng chống đánh cực kỳ là thích, sâu và ấm, đánh thôi rồi luôn. Và các anh em nhớ rằng là khi mua về thì ta phải om dây nhá, ta phải bật nhỏ trong 10 đến 15 phút rồi mới mở to, nên là om dây gọi chạy chót đa đấy. Và em sẽ test bật nhạc, cái này em đã om dây sẵn rồi nên em sẽ bật nhạc luôn. Em xin phép được dừng cái video này ở đây do test nó không có thùng để nó đánh hết chất âm của cái bát này, thì anh em nghe và bỏ qua cho. Và chất âm của nó thực tế thì nghe rất là, nghe thùng thì nghe rất là sướng tai. Và em xin phép dừng ở đây. Mọi người muốn mua combo này xin điện trực tiếp em, số điện thoại 0904612323. Xin cảm ơn mọi người.